Chào anh em nhé, hôm nay mình lại lên cho anh em một cái bộ sản phẩm. Đây là cái bộ chuyên dụng để kích xe ô tô cứu hộ, kích bình 12V. Đây một bộ bao gồm nó đầy đủ đây. Đây là một cái túi đựng này, một cái sạc này, sạc điện lưới này. Còn đây cái này là sạc ở tẩu thuốc lá trên xe ô tô này. Và đây là hai cái kẹp bình của nó này, kẹp âm kẹp dương, và được cặn kèm theo một cái đèn led này để cắm sáng. Còn đây là cục pin của nó nhé, pin lithium. Cái này là dòng xả nó lên đến 500A nhé, 500A lên là nó có thể kích được tất cả các dòng xe mà dùng bình 12V. Đấy. Xe ô tô hay là đầu kéo hay tất cả các loại mà dùng bình 12V nó đều kích được đấy nhé. Đây là một bộ full của nó. Đây thì là mình giới thiệu qua, đây là cực âm này, mình sẽ kẹp cái cực âm này vào đây. Cực âm kẹp vào đây, mình cực dương kẹp bên này. Xong rồi mình sẽ kẹp trực tiếp vào cái bình, cái xe mình đang hết điện ấy. Đợi tầm 15-20 giây thì mình để là ok luôn. Còn đây là cái tẩu để mình sạc điện thoại được này, hoặc là mình cắm đèn led đây. Cắm đèn led được. Đây. Bật đây, sáng luôn. Cái này bộ rất tiện lợi. Còn bên cạnh này là cổng sạc của nó. Các bạn lưu ý là cái sạc này nó xuống tầm đến 10V hoặc là 12V là các bạn phải sạc nhé. Mỗi một lần cái sạc đầy cái này thì nó có thể kích được tầm từ 7 đến 10 lần, tùy từng loại xe khác nhau. Đấy, các bạn xem chi tiết một tí nữa. Này. Bộ kích bình nhá, dùng cho tất cả các dòng xe dùng bình 12V. Vâng, chào các bác.